hàng ta pha đá lai trắng bông đây. Đấy. Chân tay móng vó đẹp anh nhá. Khoang khoái thì không phải suy nghĩ rồi con này. Mê ly luôn, dài ngựa, dài con, trường ngựa. Đấy. Con này mà anh chê nữa thì không biết con nào anh chê nữa. Con này nó đẹp hơn hai con anh bán cho em nhiều. Hàng trắng bông tít như đây anh nhìn cái bờm của nó này đấy. Anh và cái giá ngựa anh đưa ra đấy thì làm sao mà bắt được cái ngựa đẹp mà ngựa giống ngựa nhảy chuẩn. Con này cổ nó dày, nó trường cổ này mà đang đổi lông ấy, đang đổi nước lông hai ấy mà đã to rồi như này nhá. Đấy, chân tay móng vó như này mà móng tròn đều đạt tròn vo. Chim là chim này ấy, chim hồng ấy, chưa xuống cà. Con này một năm nữa là hồng nhảy nhá. Đấy, quay cho anh đấy, hàng trắng bông nha, không phải nói nhiều. Đấy, hàng này không phải suy nghĩ nhiều, hàng này thì khuấy đồ đóng còn đẹp, khuấy đồ đóng còn kín. Chân đằng sau còn đẹp, chân đằng trước cũng đẹp. Đấy, con này không làm giống thì con nào làm giống, quá đẹp luôn. Hàng ăn cỏ trường ngựa, con này về một năm nữa là bắt đầu nhảy. Móm dày nhá, anh chọn phải chọn con loại móm dày, còn loại móm nhọn mà anh bán cho hai cho em hai con đấy về ăn kém lắm. Đấy. Khoang khoái đóng chán, khoái chán đóng chính giữa đẹp. Đấy, trường ngựa con này là phải cao 1m20, 1m18 là 1m20 đổ lên. Đấy, dài ngựa nhá, con này cực kỳ dài ngựa luôn, hàng trắng bông. Đấy, có rãnh lưng nhá. Đấy. Đấy, khấu đuôi to. Đấy, khấu đuôi to nhá. Em mà chọn ngựa được thì anh yên tâm, ngựa được này được giống anh có nhảy trường kỳ tầm 10 năm nữa nhá. Để nhảy anh cứ mua cái và nhảy. Con này đúng 1 năm nữa nhảy được anh nhá. Anh gây cái loại hàng này thì mới là ngựa nhảy này, còn mấy cái con kia anh mua về phí tiền. Đấy, trắng bông nhá, không có ngựa đâu đẹp bằng đâu. Đấy nhá, chốt thì để em làm giá nhá.